tròn tròn. Ở đây trước kia là những cái cánh đồng non tròn. Trước kia đây là những cái cánh đồng rất là đẹp, những cái cánh đồng rất là rộng mênh mông non tròn. Nhưng mà bây giờ thì người ta làm thành những cái nhà máy ở đây. Anh tròn có nhìn thấy ở phía xa xa là có những cái núi không? Có cái núi ở đó anh tròn nhìn không? Có cái núi ở đó. Ở đây là cái khu vực rất là đẹp, có đồi núi, có đồi núi, có rừng cây, có rất là nhiều cái cảnh tự nhiên đó. Nhưng mà bây giờ thì người ta làm thành những cái nhà máy ở đây rồi. Đó, anh trong xa xa anh trong có nhìn thấy những cái nhà máy không? Những cái nhà máy ở đó không? Đó. Thì bây giờ thì em sẽ lái xe xuống và anh trong sẽ nhìn thấy những cái cánh đồng đây đây bên trái này anh cho này đó. Anh cho thấy bên trái là những cái cánh đồng cỏ không? Đó. Trước đây nó là như vậy đó. Trước đây nó là như vậy đó. Đó là những cái cánh đồng cỏ như vậy đó. Và đó, còn ở phía trước là núi này, phía trước là núi này. Và đó, còn bên đây là cánh đồng cỏ này. Đó. Anh cho nhìn thấy ha. Đó anh cho. Nhưng mà bây giờ thì họ làm thành tất cả thành những cái nhà máy rồi anh cho. Anh thân nhìn thấy những cái khu đất này rất là đẹp đúng không? Đó. Đó, ở đây có những cái khu đất rất là đẹp này. Thì bây giờ họ đang làm thành những cái nhà máy ở đây. Có rất nhiều cái công ty, rất nhiều cái nhà máy ở đây. Hầu hết những cái công ty ở đây là công ty nước ngoài chứ không là công ty Việt Nam luôn cho. Đó, cho nhìn thấy cả cái núi bên kia đúng không? Có rất là nhiều cái khu vực mà người ta đang làm bằng phẳng, người ta san bằng đi để mà bắt đầu người ta xây dựng những cái nhà máy ở đó. Đó. Anh cho thấy ha. Cho nhìn thấy rõ ha. Đó. Ở đây anh cho. Đây là bên kia, bên núi kia. Là bên núi bên kia. Dạ. Rồi. Đó. Rất là đẹp đúng không anh cho. Khu này rất là đẹp đúng không? Đó. Thì bây giờ đi lên kia là mình bắt đầu thấy nhiều cái đồi núi rồi anh cho. Đó. Đi lên kia là bắt đầu thấy nhiều cái đồi núi rồi. Đó, rồi bắt đầu là mình thấy bắt đầu là mình thấy những cái nhà máy rồi đó. Có nhiều cái nhà máy ở đó rồi đó. Thì hầu hết cái nhà máy ở đây á, là nhà máy của người Hàn Quốc với người Đài Loan và người Nhật Bản là họ làm việc ở đây. Mặc dù thì mấy cái nhà máy vô thì nó cũng làm mất đi cái quang cảnh tự nhiên anh cho hiểu không? Nhưng mà cũng ngược lại thì nó người dân ở đây họ có nhiều việc làm, kinh tế tốt phát triển hơn. Cái đó là cái điều hay của cái những cái công ty nước ngoài mà họ đi về Việt Nam đó. Là họ làm thành những cái họ làm cho cuộc sống ở đây nó tốt hơn, người dân ở đây có việc làm, có nhiều công ty, có nhiều nhà máy ở đây. Mặc dù là mất đi nhiều những cái cánh đồng, những cái tự nhiên nhưng mà ngược lại thì lại có cái kinh tế tốt. Gặp anh Tròn sớm nha.